Kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin nhanh của truyền hình Công an nhân dân. Thưa quý vị, tòa nhân dân thành phố Cần Thơ vừa tuyên phạt Trương Quang Anh Đức 15 năm tù và Trần Nguyễn Duy Phương 10 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời về trách nhiệm dân sự, hai bị cáo Đức và Phương sẽ phải bồi thường hơn 4 tỷ đồng cho các công ty tài chính. Theo cáo trạng, Đức xưng là nhân viên của cửa hàng Thế giới Di động và nhờ các sinh viên giả làm khách hàng mua sản phẩm dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền để mua hàng trả góp. Khách hàng khi nhận được sản phẩm thì giao cho Đức để trả lại cho cửa hàng và hợp đồng vay này sẽ tự hủy sau vài ngày. Trong 2 năm 2021-2022, Đức đã cùng với Phương thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của bốn công ty tài chính bao gồm HD Sài Gòn, FE Credit, Maria Access và Home Credit, tổng số 363 hợp đồng với tổng số tiền hơn 6,4 tỷ đồng. Các bị cáo đã trả gốc và lãi cho các công ty tài chính được gần 2 tỷ đồng, còn lại hơn 4,6 tỷ đồng thì bỏ mặc để chiếm đoạt. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Xuân Lộc tỉnh Đồng Nai vừa bắt tạm giam đối tượng chuyên nã Mai Tiến Phúc 23 tuổi, trú tại huyện Xuân Lộc để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng. Trước đó vào ngày 15 tháng 8 năm 2022, do mâu thuẫn Phúc đã cùng với đồng bọn phạm tội gây dối trật tự công cộng tại thị trấn Gia Rai, huyện Xuân Lộc rồi nhanh chân bỏ trốn, truy bắt không có kết quả. Đến ngày 10 tháng 5 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Xuân Lộc đã ra quyết định truy nã toàn quốc Mai Tiến Phúc. Sau thời gian đồng bộ áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây công an huyện Xuân Lộc đã bắt giữ được Phúc sau hơn một năm gây án. Thưa quý vị, sau 10 ngày nỗ lực thi công khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt Bãi gió thuộc đèo cả, xã Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa đã chính thức thông tuyến vào lúc 18 giờ 15 phút chiều ngày 21 tháng 4. Đúng 18 giờ 30 phút đã có đoàn tàu hàng đầu tiên di chuyển theo hướng Nam Bắc, Khánh Hòa Phú Yên qua hầm Bãi gió sau 9 ngày tuyến đường sắt bị cắt đứt do sự cố sạt lở hầm. Về đường bộ dự kiến về đường bộ thì trong ngày hôm nay các loại ô tô sẽ được đi qua đèo cả. Thưa quý vị, theo Sở Y tế Hà Nội thì số ca mắc tay chân miệng đang gia tăng và trong tuần qua đã ghi nhận 186 trường hợp mắc cùng với 6 ổ dịch mới. Trong tuần ghi nhận 6 ổ dịch tay chân miệng tại Thanh Oai, Ba Vì, Phúc Thọ và Hoàng Mai. Như vậy là từ đầu năm đến nay, thành phố đã có 16 ổ dịch tay chân miệng, trong đó có 8 ổ dịch đang hoạt động. Các ổ dịch này phần lớn ở các trường mầm non. Theo ghi nhận của Sở Y tế Hà Nội, tháng 4 và tháng 5 là cao điểm của bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục có thêm nhiều ca mắc và ổ dịch, do đó cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa y tế và nhà trường để phòng chống dịch, kịp thời phát hiện, điều trị các ca mắc và xử lý ổ dịch một cách nhanh chóng hiệu quả.